Ngày 8 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu nhiều người dân bị đàn ong khoái tấn công khi đang chơi thể thao ở gần bìa rừng. Theo lời kể của nạn nhân, khi chơi thể thao ở bãi cỏ cách bìa rừng khoảng 15 mét, một số người dân đã phát hiện 2-3 con ong khoái, ong mật, khổng lồ Đông Nam Á, tên khoa học là Apis dorsata, bay xung quanh. Bị ong bất ngờ tấn công, người dân hoảng hốt đập chết một con ong. Ngay lập tức, một đàn ong với số lượng hàng nghìn con bay đến tấn công tất cả mọi người. Có những người bị ong đậu kín trên da, vùng đầu, mặt, cổ, hai cánh tay và đàn ong tạo ra âm thanh rất đáng sợ. Mọi người phải chạy hơn cây số mới thoát khỏi sự truy đuổi của đàn ong. Ngay sau đó, các nạn nhân được hỗ trợ đưa lên xe chở thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 4 trong số hơn 10 người bị ong đốt có những dấu hiệu nhiễm độc nặng do bị hơn 50 vết đốt. Trong đó có 2 người xuất hiện thêm triệu chứng sốc phản vệ, số còn lại bị ong đốt ít nốt hơn, triệu chứng nhẹ sau khi theo dõi sức khỏe ổn định, xin về nhà tự theo dõi. Trong quá trình cấp cứu, nhân viên y tế còn bắt được 3 con ong và nhổ được rất nhiều ngòi ong trên cơ thể người bệnh.